Xin chào các bạn đang quay trở lại với vlog của mình. Hôm nay mình đang ở chợ Kimpin nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi một vòng ở chợ Kimpin quay cho mọi người thấy và giới thiệu về khu chợ buôn bán sỉ lẻ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến chợ Kimpin thì người ta nhắc đến một khu chợ buôn bán các mặt hàng linh kiện, phụ kiện, hóa chất và hương liệu. Đây, bây giờ mình đi dạo một vòng nha. Đây là khu linh kiện điện thoại này các bạn. Ốc lưng, rồi nói chung là về linh kiện điện thoại hết ạ, đầy đủ hết các bạn. Đó, đèn pin, LED. Qua bên cạnh khu các máy móc thiết bị như máy xay sinh tố hay là máy nước ép nước mía, máy ngào bột, đầy đủ hết các bạn. Đó, đây là khu kính này, vật liệu gia dụng này, đèn LED này. Ai mà có nhu cầu kinh doanh thì đến khu chợ này mua sắm là hợp lý nha các bạn, với cái giá mà mình có thể bán ra được thị trường. Ví dụ như ai có nhu cầu thêm về mua hóa chất đó, thì đây là một trong những nơi cần tìm đến các bạn. Đây, mình đang đi vào trong các bạn. Vào trong thì cũng rất nhiều mặt hàng các bạn, linh kiện phụ kiện đầy đủ, tiếng rồi dây chuyền vàng bạc gì đó là đầy đủ hết. Quy mô thì nó nhỏ hơn chợ Bình Tây nhưng mà cũng rất khá đầy đủ luôn. Đây là khu hóa chất nha các bạn. Thì khu hóa chất thì như là xà bông, nước rửa chén, nước tẩy rửa, thậm chí là hóa chất làm trà sữa rồi kem trộn, đầy đủ hết nha các bạn. Để ai muốn tham khảo thì hãy đến chợ này ạ. Thì khu chợ này nó nằm ở số 37 đường Vạn Tự nha các bạn, quận 5, Hồ Chí Minh. Đây là khu hóa chất, rất nhiều hóa chất, có rất nhiều loại. Các hương liệu như hương vani, hương chuối để làm bánh mì, rồi làm bánh hay làm kẹo gì đó là có ở đây hết nha các bạn. Chung thì mình review sơ qua khu chợ này nha. Mình đang ở cái mặt sau của khu chợ này các bạn. Hai mặt thì cũng khá giống nhau nhưng mà kinh doanh quy mô thì khá nhỏ nhưng mà ở đây thì họ bán đồ sỉ là nhiều. Kinh doanh bóp da, dây nịt. Đó. Đây là khu hóa chất nha các bạn. Đó, các anh đang chào hàng đấy. Nếu như ai buôn bán thì muốn lựa chọn hàng thì cứ tới đây tham khảo giá về lấy hàng các bạn. Chắc chắn là các bạn đến đây sẽ bất ngờ về giá. Đảm bảo là các tiệm, mình nói chung một cái nữa, các tiệm ở đây là giá cả họ đều bằng nhau nhưng các bạn không có thể trả giá được hơn. Ok. Mình giới thiệu sơ qua về chợ Kimpin các bạn. Thì mọi người cứ đến đi tham khảo đi. Chào, hẹn gặp lại.